Hello, chào anh chị em các bạn. Hôm nay tôi mới vừa nhận được tin tức rất là hay ở trên truyền thông của Mỹ là Mỹ rút khỏi tổ chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Cái kiểu này là chết tụi bao que rồi, mấy cái tụi mà chống phá đất nước trong nước tiêu rồi. Bởi vì trong thời gian qua hội luật những cái luật nhân quyền đó nó làm ảnh hưởng tới Mỹ. Các bạn biết chính quyền của ông Trump hiện nay, ông này ông tìm cách ông thay đổi những cái luật lệ trong nước Mỹ. Và trong tuần qua ông bắt những cái người mà di dân lậu đó, và ông tách rời cha mẹ con cái rồi ra, mấy đứa nhỏ nó khóc và bị quay phim. Cho nên tụi nhân quyền nó lên án Mỹ. Mấy lâu nay nó cũng lên án, mà vụ hôm qua thì nó lên án rất là mạnh. Cho nên anh Mỹ hoảng hồn, bây giờ rút ra khỏi hiệp định cái nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Cho nên từ nay các bố bao que coi như là tiêu rồi. Chết mẹ. Đúng là trời hại cái lũ bao que xẻo lá. Trời hại với cái đám chống cộng. Cuối cùng thì ông Trump, ông này ông cũng làm những cái chuyện mà không thể nào ngờ được. Các bạn biết cái những cái nhân quyền là những cái tụi mà mấy cái quốc gia như ở Việt Nam rồi đó, mấy cái thành phần mà chống phá đất nước đó, nó hay lạm dụng lắm. Nó hay lạm dụng mấy cái luật nhân quyền rồi hở mỗi cái nó khóc, nó chạy lên Liên Hiệp Quốc nó khóc. Nó khóc với bố Mỹ của nó. Bây giờ bị rút rồi, tiêu rồi. Chết chắc luôn. Không ngờ ha. Nói chung thì những cái gì nó xảy ra, nhiều cái mình khó mà không khó, khó ai mà đoán trước được lắm. Đây là một cái tin mừng, là một cái tin mừng cho Việt Nam của mình. Từ nay là mình cứ thẳng tay trừng trị những thành phần phản động, trừng trị tụi nó. Không còn cái vụ mà hở ra cái nhân quyền cho Việt Nam rồi, nhân quyền cho cái này cái kia, nó bị lạm dụng quá nhiều. Và anh Mỹ ảnh mới là người cái xâm phạm cái vấn đề nhân quyền nhé. Ông Trump ông thấy bên cái hội nhân quyền đó nó lên án ông quản hồn. Anh vui thì mắc cười. Anh chị em các bạn thấy tiêu Mỹ rồi, anh Mỹ nó rút ra kiểu này là uy tín của ảnh cũng bị xuống. Các tôi nói rồi mà, bây giờ ông thằng Mỹ nó chỉ bảo vệ nó thôi à, nó không có muốn gây chiến với ai, mà nó cũng không có muốn làm phiền, nó cũng không có muốn làm phiền tới ai hết trơn á. Chuyện này là kiểu này là tiêu thằng Will Dông Nguyễn luôn rồi. Các bạn biết cái ông nó rút cái luật này ra cho coi như thằng Will Dông Nguyễn là chết 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 mẹ nó luôn rồi. Nó phải khai, thằng này phải khai ra hết để đặng được hưởng cái ân huệ của đảng và nhà nước. Thế lô trà chìm các bạn trong diễn đàn, chết tiêu nhỏ luôn rồi. Mấy thằng bao que bên này nó đâu có đi, nó đi cầu cứu được. Bây giờ là Việt Nam cứ quốc tới rồi. Bấy lâu nay mình bị ràng buộc cái vấn đề mà nhân quyền, cho nên Việt Nam mình cũng nhẹ tay nhiều lắm. Mấy cái thành phần mà chống phá đất nước đó các bạn thấy, chuyến này là chết mấy thằng linh cẩu luôn, chết mấy thằng linh cẩu tiêu rồi. Chuyến này tụi nó tự động, nó một là phải câm mồm. Bố Mỹ nó giờ đâu có binh nó nữa đâu. Bố Mỹ nó giờ im rồi, mấy thằng linh cẩu giờ la hét lúc hổm rồi đòi nhân quyền tự do dân chủ gì đó. Bây giờ Mỹ nó dẹp cái đó rồi, quốc gia nào nấy lo, chuyện nội bộ đèn nhà nấy nhà nào nấy sáng, không có kiểu mà xía vô mà thọt rẫy bánh xe nữa. Ông Trump này ông đi nhiều cái đường lối không ai đỡ được mà. Anh chị em các bạn, đây là tin vui đó anh chị em các bạn, đây là một cái tin rất là vui á. Việt Nam mình là nhiều khi các bạn biết đó, bấy lâu nay đảng và nhà nước mình phải nói là rất là nhượng bộ, tại vì mình làm ăn với quốc tế đó. Nhiều khi những cái chuyện mà mình không có muốn mạnh tay đó, mình không muốn tụi nó lợi dụng cái vấn đề nhân quyền. Vừa rồi cũng vậy anh chị em các bạn thấy. Đấy. Mà chí này ông Trump ông rút ra cái hội nhân quyền này ông coi như dẹp rồi. Thằng Will Dông Nguyễn là bài học. Con nhỏ con em đi con nhỏ này nó may mắn.
con nhỏ này nó rất là may mắn. Nó mà vừa rồi mà nhà nước Việt Nam mà cho nó về để đặng mà nó quậy là tiêu cha nó luôn rồi. Cái con điên này nó cũng quậy lắm. Cái con Emily Page nó cũng hô hào kêu gọi mấy cái thành phần mà bao que ở bên Mỹ này là chống tôi dữ lắm. Vừa rồi nó kêu gọi tụi nó dữ dằn lắm mà cuối cùng cũng chẳng ra đâu hết. Con này thì nó còn hơi khôn chút là nó không dám dọa tôi thôi. Nó mà dọa tôi là vừa rồi tôi hốt nó rồi. Là tôi hốt là nó FBI sợ gái nó rồi. Nó khôn. Nó cũng hăng nhưng mà nó không dám đưa ra những cái từ ngữ mà giống có nghĩa giống như sốc á. Dù sao nó cũng biết luật. Bên ngoài thì nó chứng tỏ giống như là nó là nữ anh hùng dữ dằn lắm. Chết mày rồi Emily ơi. Tiêu rồi con. Ly xà phạm đồ là tiêu mẹ hết rồi. Mấy thằng mà bao que đồ mà chống phá đất nước ở bên Mỹ bấy lâu nay hô hào nhân quyền, bữa nay coi như là xong rồi. Game over. Đi đất luôn. Các bạn thấy vấn đề mà thằng Will Nguyễn, thằng này nó là một cái bài học. Bài học cho những người mà gọi là mang ý mình mang cái quốc tịch Mỹ. Người ý mình mang cái quốc tịch Mỹ, người Việt, người ý, người Mỹ gốc Việt đó các bạn biết, là nghĩ là muốn có thể vào Việt Nam, muốn quậy là muốn quậy, muốn phá là muốn phá. Tôi mong rằng nhà nước Việt Nam sẽ xử thằng này ít nhất 3 năm cho nó giống như Lý Tống và Võ Đại Tôn, như là Phạm Minh Hoàng đó. Phải cho nó ít nhất là 3 năm cho như là khoan hồng nhất, để đặng mà răn đe mấy cái thành phần mà ở hải ngoại, những cái thành phần mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại, để tụi nó lợi dụng vào cái sự bình yên, vào cái sự nhân đạo của chính sách Việt Nam mình. Đừng có tưởng đâu cầm được cái quốc tịch Mỹ là về Việt Nam là muốn quậy làm trời làm đất. Từ nay về sau là bố Mỹ hết binh mấy con. mấy thằng mà dân biểu rồi của Mỹ, rồi mấy thằng mà dân biểu địa phương á cũng hết xạo xạo kiếm gạo ăn rồi. mấy năm anh Nguyễn Thanh Bằng 8 năm mà tôi nhớ, Lý Tống 7 năm mà còn Phạm Minh Hoàng 8 năm hả, 15 cuốn hả. Nói chung cái thằng William Nguyễn này, thằng này tiêu đời rồi. Cái cả một cái sự nghiệp của nó, tại vì nó học cái trường học luật mà ở trường Yale á, anh chị em các bạn biết, ngay cả cái trường Yale người ta cũng lên tiếng á, người ta đính chính á, tại người ta không có muốn bị mất mặt. Học sinh của người ta được đào tạo ra đó là phải là những học sinh mà hiểu biết về luật pháp và phải tuân thủ cái pháp luật, mà trong khi đó thằng này nó làm mất mặt cái trường học Yale. Các bạn biết trường học Yale nó lên tiếng, nó lên tiếng là nó lấy làm tiếc cho cái thằng này. Thằng này có về Mỹ coi như là xong đời rồi. Bao nhiêu là cơ áo cơm cha áo mẹ công thầy coi như là dục cho sọt rác hết rồi, hết tìm việc được luôn, không ai mướn nó chứ. Bởi vì dầu nó có học giỏi cỡ nào chăng nữa, các bạn biết ở Mỹ mà khi mà mình là con người bị mất uy tín rồi hả, coi như là xong cuộc đời rồi. Thằng William Nguyễn này giờ chỉ có là đầu thú, xin sự ân khoan hồng của đảng và nhà nước. Nó về Việt Nam, nếu mà nó khoa được khoan hồng mà nó được mà nó học về luật mà cũng đâu có giúp gì Việt Nam đâu. Nó học về luật thì nói chung nó cũng chẳng giúp gì Việt Nam. Nó luật thì luật của Mỹ rồi. Nó học về bên những cái ngành nghề đó, nó cũng không có tác dụng gì trên cái môi trường và xã hội Việt Nam. Tiêu đời. Nếu mà bây giờ mà ba nó mà phải thuê luật sư cỡ nào giỏi là cũng phải banh chành chứ không phải giỡn. Bây giờ phải chịu cho nó ở tù thôi. Ở tù và về về đi lụm lon. Các bạn thấy không? Một đâu phải luật pháp Mỹ, đâu phải là muốn giỡn là giỡn đâu. Đâu có như vậy.
không phải là mình là công dân Mỹ. Tôi có rất nhiều bạn, tôi quen nhiều người Mỹ đó anh chị các bạn. Họ người nào họ cũng lấy làm tiếc cho cái thằng Will Dâm Nguyễn này trơn, họ lấy làm tiếc. Họ lấy làm tiếc. Các bạn lên mạng xã hội Mỹ, mạng mà Yahoo rồi những cái trang mà tin tức của Mỹ đó, nó cũng bình luận, nó lấy làm tiếc cho thằng này. Và ngay cả người Mỹ họ lấy làm xấu hổ. Họ lấy làm xấu hổ mượn danh cái công dân Mỹ đó mà đi làm những cái chuyện như vậy đó. Nó không có đúng. Các bạn biết đi qua nước người ta mà hô hào rồi kêu gọi xuống đường biểu tình mà xô xe cảnh sát mà bị quay hết trơn luôn, mà quay hết trơn luôn. Chuyến này là tiêu nhỏ rồi, ông Trump ông rút cái hiệp ước nhân quyền ở Liên Hợp Quốc nhà, coi như thằng này là bây giờ Việt Nam có bập tay nó đi chăng nữa cũng chẳng ai tố. Tiêu. Đây là một cái tin rất là vui đó cho anh chị các bạn biết, một cái tin rất là vui. Tôi mới vừa đọc tin tức lên, wow, man, một cái tin hơi bị ngạc nhiên luôn. Hơi bị ngạc nhiên. Tôi vừa vui vừa post lên cho anh chị em các bạn xem. Nói ai không xem được thì các bạn có thể vô Google dịch lại, hay là kêu người khác dịch lại, hay lắm đó. Rất là hay. Tại vì tiếng Anh mình tôi dịch họ không có giỏi đâu, phải biết những người mà họ giỏi về văn nghĩa chữ rồi á, họ dịch mới hay. Thì tôi chỉ nói lên cái tổng kết để anh chị em các bạn thấy được cái vấn đề mà Mỹ rút ra khỏi cái luật nhân quyền. Đây là một cái tin vui cho nhà nước Việt Nam mình và cho những người như anh em tụi mình mà những người yêu nước đó, để mình không có bị nhà nước Việt Nam mình cái mỗi lần làm gì cái sợ tụi nó bắt bẻ, nó chụp hình, nó quay phim rồi nó nói Việt Nam có nhân quyền. Hết rồi, game over luôn.